Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành triển khai dịch vụ DHCP trên máy chủ 2 để cấp IP tự động cho các máy trong mạng LAN. Và các máy trong mạng LAN này sẽ nhận địa chỉ IP lớp A, tức là 10.0.0.0. Rồi, bây giờ chúng ta mở máy chủ thứ hai. Giờ chúng ta sẽ đi cài cái dịch vụ DHCP. Trước tiên tôi sẽ mount device serial, mount thiết bị serial thành cái điểm mount là media. Rồi, chúng ta tiến hành cài đặt rpm trừ ivh cx media cxcnos dhcp d dhcp 3 enter. Rồi, cài xong. Bây giờ chúng ta đi tiến hành cấu hình dịch vụ DHCP, thì chúng ta dùng lệnh get để xem file cấu hình. File cấu hình là etc xuyệt dhcpd config enter. Đây là file cấu hình chính của DHCP. Thì tại đây thì file cấu hình chưa có gì hết. Hướng dẫn chúng ta là mở cái file này ra. dhcp.con.sample để xem file cấu hình. Thì chúng ta không nên soạn cái file cấu hình từ đầu mà chúng ta nên chép cái file cấu hình mẫu này, sau đó sửa lại phù hợp với cái sao cho phù hợp với cả cái cấu hình của chúng ta. Tại đây tôi dùng lệnh copy ha xịt us xịt đọc dhcp xịt xe xịt đọc DHCP DHCP gạch ngang 3 DHCP chấm config xịt etc xịt DHCP còn enter. Rồi, yes, để ghi đề. Rồi, giờ chúng ta mở cái file này lên vis etc DHCP config. Đây là cái file cấu hình chính. Bây giờ chúng ta cấu hình lại cho phù hợp với cả cái mạng của chúng ta. Rồi, subnet. Tại đây chúng ta khai báo là cái lớp mạng của chúng ta là 10.0.0 và netmask của chúng ta là 255.0.0.0. Rồi, default gateway. Tất cả các máy client đi ra ngoài internet sẽ thông qua cái địa chỉ 10.0.0.1 trên máy chủ firewall 10.0.0.1. Subnet mask của nó là 0 0 0 ha. Tên domain, dịch vụ nick domain chúng ta không có triển khai trên mạng. Tại đây cái tên domain của chúng ta đang sử dụng sẽ triển khai đó là nhất nghệ chấm com, nhất nghệ chấm com. Và máy chủ DNS trong mạng của chúng ta là máy 10.0.0.2 10.0.0.2. Rồi. Thông tin tiếp theo là cái phạm vi IP cấp phát là 10.0.0 10.0.0.128. Ví dụ chúng ta có thể sửa lại là bắt đầu từ 100 cho đến 10.0.0.254. Rồi, đây là thời gian nha, thời gian thuê bao tính ra là 6 tiếng và maximum được phép là 12 tiếng. Rồi. Rồi, chúng ta kiểm tra lại coi những thông tin còn thiếu sót gì không. 10.0.0.0.4. Rồi, xong. Sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ save lại và bây giờ start dịch vụ. Chúng ta gõ lệnh là service
HCBD Stacks. Ok. Để dịch vụ này được khởi động khi khởi động máy tính thì chúng ta dùng lệnh chk config dhcpd on. Dùng lệnh chk config chk config list dhcpd enter kiểm tra. Thì chúng ta thấy là on on, tức là khởi động lên thì dịch vụ sẽ được start. Giờ trên cái máy client, tôi sẽ lấy cái máy client bên trong. IP của cái máy này sẽ đặt ở chế độ là tự động, đặt chế độ tự động. Tại đây tôi sẽ để chế độ tự động. Ok. Rồi. Đây tại cái máy USB, tại đây tôi kiểm tra này. IP config. Thì đây nó đã được cấp cái địa chỉ IP là nhất nghệ.com 10.0.0.54. Xịn ổn. Rồi chúng ta coi. IP được cấp là 10.0.0.0.254. Cái máy chủ cấp là DHCP server 10.0.2. DNS server là 10.0.2 và default write của nó là 10.0.1. Thời gian cấp phát, thời gian cấp phát, thời gian cho thuê bao, thời gian cho thuê bao, điểm bắt đầu là điểm kết thúc. Rồi cái DNS suffix là nhất nghệ.com. Bây giờ từ cái máy server chúng ta sẽ kiểm tra là các cái địa chỉ IP đã được cấp phát gồm những địa chỉ IP nào. Thì chúng ta có thể dùng lệnh là get bây giờ trên máy DHCP server chúng ta sẽ kiểm tra danh sách IP đã được cấp phát. Chúng ta dùng lệnh get xịt qua sleep DHCP CB D DHCP D chấm ly. Rồi tại đây chúng ta thấy có cái địa chỉ IP là 10.0.0.254. Thời gian cấp phát, thời gian kết thúc. Rồi IP này được cấp cho cái client có tên là home, chính là cái máy internal của chúng ta hồi nãy. Như vậy là chúng ta đã triển khai xong cái dịch vụ DHCP cấp phát IP cho các cái máy trong mạng LAN. Phần tiếp theo thì tôi sẽ xin trình bày về triển khai cái dịch vụ DNS để phân giải tên cho các máy bên trong và bên ngoài Internet. Rồi, xin chào các bạn.